Thưa quý vị và bà con, trước khi bắt đầu với những tư vấn trong tiểu mục pháp luật ngày hôm nay thì sẽ là một số những thông tin đáng chú ý về dịch bệnh COVID-19. Trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp thì tại một số địa phương, nhiều người dân vẫn còn chưa có ý thức trong việc phòng chống dịch. Tại tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây này. Theo Công an tỉnh Lào Cai, từ ngày 13 tháng 4 cho đến ngày 20 tháng 4, 6 đối tượng trên đã tổ chức đường dây đưa 90 lượt với gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý, người đứng ra cảnh giới giúp các đối tượng nhiều lần đưa người vượt biên trái phép trôi chảy lại là thôn đội trưởng, người trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát COVID-19 cùng lực lượng biên phòng. Do nắm rõ cách thức tuần tra, lịch sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ trong tổ, người này đã trở thành nội gián tiếp tay các đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Đây là đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép quy mô lớn nhất từ trước tới nay, được triệt phá thành công. Vâng, thưa quý vị, việc mà làm của các đối tượng trên thì không chỉ là vi phạm pháp luật, làm mất an ninh biên giới mà còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ xâm nhiễm bệnh tật, gây ra tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp hơn và phương hại cho cộng đồng cũng như là phá hủy công sức của bao lực lượng. Những hành vi này thì cũng vô cùng đáng lên án và cũng cần phải được xử lý nghiêm minh. Vậy thì mức án thích án đán đào sẽ là áp dụng cho các đối tượng này, đặc biệt là đối với đội thôn đội trưởng đã lợi dụng chức vụ để có thể làm nội gián hay là tiếp tay cho những đối tượng cầm đầu ở phía Việt Nam trong những lần mà đưa người qua biên giới. Và câu hỏi này thì cũng sẽ được luật sư Trương Quốc Huệ, trưởng văn phòng luật sư Intella sẽ giải thích cho quý vị và bà con. Dạ vâng ạ, xin chào bà con. Với câu hỏi này thì tôi xin phép được phân tích và trả lời của bà con như sau. Ở đây cái hành vi mà 5 người bị can bị công an Lào Cai bắt giữ khởi tố vụ án về tội danh là tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Và ngoài ra thì cái số lần họ đưa vào Việt Nam đã 9 lần. Và trong tổng số 200 người nhập cảnh vào Việt Nam thì trong trường hợp này trong 200 người đó, nếu như có những người mà đã nhập cảnh vào Việt Nam và có những người đến 2 lần và một trong 2 lần thì lần đầu là bị xử phạt hành chính, thì lần thứ hai nhập cảnh vào Việt Nam thì có thể khởi tố vào tội danh là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thế như vậy rằng là cái tình huống mà bạn đưa ra mà hiện nay Lào Cai đang khởi tố thì ở đây tôi thấy xuất hiện có 3 dấu hiệu tội phạm. Cái dấu hiệu tội phạm thứ nhất đó là dấu hiệu tội phạm của tội danh là điều 347 về tội phạm quy định về xuất nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Thì đối với tội phạm này thì người nào mà xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép mà đã xử phạt hành chính và nếu tái phạm thì có thể bị khởi tố hình sự, hình phạt thấp nhất là từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy là các bạn thấy trong số lượng 200 người này mà có người nào đã bị xử phạt hành chính một lần mà lần sau vẫn tái phạm thì họ sẽ bị khởi tố và xét xử ở điều khoản 347 với tội nhập cảnh và xuất cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Thứ hai là ở đây có một cái nhóm 5 người. Ở đây chúng ta thấy là có 5 người bị khởi tố bị can. Thì 5 người này là hiện nay đang bị khởi tố về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Như vậy rằng là 5 người này thuộc vào nhóm là tổ chức môi giới và hưởng lợi trong việc đưa người vào nhập cảnh vào Việt Nam và ở lại Việt Nam trái phép. Và ngoài ra thì ở đây còn một yếu tố nữa mà tôi muốn nói, đó là cái tội danh này là cái tội danh mà ở mức có trục lợi, tức là khi mà cái nhóm môi giới này có hưởng lợi thì hình thức hưởng lợi ở đây là theo pháp luật đã được định khung, đó là với cái tội danh là người nào vi phạm vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. A. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. Phạm tội 2 lần trở lên đối với từ 5 người đến 10 người có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 100 triệu đến 500 triệu, tái phạm nguy hiểm. Phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Đối với 11 người trở lên, thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên,
làm chết người. Như vậy rằng là chúng ta thấy cái tội tổ chức và đưa người Việt Nam vào trái phép đối với 5 bị can này thì đã thỏa mãn ở khoản 3. Có lẽ rằng bị khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm. Thì trong cái khoản 3 này nó có một cái định khung của tội danh, đó là lợi dụng chức vụ quyền hạn. Thì ở đây có một ông là trưởng thôn. Ông đấy lại là người vừa cảnh giới, lại vừa nằm trong ban kiểm soát việc xuất nhập cảnh và chống Covid. Vậy thì trong trường hợp này ông trưởng thôn này có phải là người có chức vụ hay không? Thì theo quy định của pháp luật thì thôn, bản rồi tổ dân phố là một trong những người mà thuộc vào hoạt động không phải là công chức nhưng lại là cánh tay dài của Ủy ban nhân dân. Vậy trong trường hợp này ông ấy là người được phân công nhiệm vụ. Do vậy cho nên ông ấy là một trong những đối tượng mà thuộc vào là có chức vụ. Và đã có chức vụ thì trường hợp này ông ấy được định khung ở khoản điểm A khoản 2 của tội của điều 348 là đưa người nhập cảnh Việt Nam trái phép và lợi dụng chức vụ. Và trong trường hợp này thì rõ ràng là ông ấy thuộc cấu thành khoản 2, nhưng nếu như hưởng và cái số lượng nhiều của ông ấy là đến 200 người hoặc ông tham gia từ 11 người trở lên thì ông được định khung ở khoản 3 là có từ 7 đến 15 năm. Như vậy rằng là cái tội danh điều 348 mà đang khởi tố 5 bị can này là theo như hình thức này thì họ đã cấu thành khoản 3 của điều 348 có khung hình phạt rất lớn là đến 15 năm. Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được đến từ khán giả Võ Hoàng Hải, số điện thoại 0912, 3 số cuối là 325 ở Tây Ninh, có hỏi như sau. Tôi làm công tác khám sàng lọc COVID-19, khai báo y tế tại cổng bệnh viện, trực 24/24 giờ trong suốt 14 ngày và cách ly 14 ngày. Xin hỏi là tôi có được hưởng phụ cấp chống dịch và phụ cấp thường trực chống dịch 24 giờ hay không? Và nếu được thì có được hưởng cả hai chế độ hay không ạ? Vâng, câu hỏi này thì xin được mời luật sư Lưu Thanh Hiệp ạ. Vâng, thì cái câu hỏi của bạn ở Tây Ninh thì cái câu hỏi này nó rất rõ hai ý. Ý thứ nhất là tôi có được hưởng phụ cấp chống dịch và phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 không? Thì hai cái nội dung thì thưa quý khán giả, thì trong cái thời gian vừa qua cái dịch Covid bùng phát ở nhiều tỉnh, nhiều địa phương, nhiều vùng dẫn đến cái việc là dẫn đến cái việc người bệnh sẽ rất là đông đến khám và gần như là thậm chí có thể khám vào ngoài giờ, khám đêm, khám ngày và thường trực 24/24. Với cái lượng mật độ cái công việc lớn như thế thì một số cái nhân viên của bệnh viện cũng không đủ cái đáp ứng được cái yêu cầu, do đó người ta phải làm tăng ca thêm giờ. Đấy là điều kiện tất yếu của đối với các bệnh viện trong cái tình hình hiện nay. Thế thì nếu để cái người được hưởng cái chế độ của mình thì trước tiên cái người đó phải xác định, phải đảm bảo đầy đủ các cái yếu tố, các cái điều kiện để anh ta được hưởng cái chế độ đó. Thứ nhất là anh ta phải được sự phân công của tổ chức, tức là ở đây trong cái trường hợp này là anh phải được phân công của cái cơ sở y tế đó. Cái thứ hai đó là phải có những các cái văn bản quyết định để giao việc cho anh để thường trực cái công việc đó. Và có ngoài ra phải có những cái bảng chấm công để xác định anh đã tham gia cái việc đó. Thì để khi mà anh đã muốn thực hiện được cái công việc đó thì theo cái điều 2 của nghị quyết số 16 ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19, chế độ phòng chống dịch thì về cái khoản 1, chế độ phụ cấp dịch với mức là 300.000 đồng một người một ngày được áp dụng cho một số cái đối tượng sau. Trong đó có người đối tượng B là người trực tiếp khám, chuẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thì cái trường hợp này rơi vào cái trường hợp của khán giả là khám để sàng lọc COVID-19 thì rơi vào cái khoản này. Thì cái người khai trực đó thì được hưởng cái chế độ là 300.000 đồng một người trong một ngày. Tiếp theo thì cái phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 thì được quy định tại quyết định số 73/2011 ngày 28/12 năm
2011 của Thủ tướng Chính phủ thì quy định như sau, điều khoản 4 là chế độ thường trực chống dịch ở mức 130.000 đồng một ngày áp dụng cho những đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 của điều này. Thì khoản 2, khoản 3 là những gì? Đấy thì theo tôi là thì khoản 2 thì trong đó là chế độ phụ cấp chống dịch là trợ có cái chế độ của cái khoản 2, khoản 3 điều này thì người ứng trực đó thì được hưởng chế độ là 130.000 đồng một ngày một người. Như vậy là đối với cái bạn đọc vừa mới hỏi thì bạn được hưởng cả hai cái chế độ đó công lại.